Ơi, chào anh Hùng nha. Đang ăn mì hả cô? Ăn mì đúng À, chỗ đằng nãy đúng chỗ. đúng chỗ này. Anh ăn được không cô? Tùy theo bữa. Dạ. Bữa thì ăn được tô, bữa thì ăn ít. Dạ. Chắc là cô phải là cha mảnh Miết ở là nhỏ bé cha miết với rất là mày mà mày với nó éo quá rồi không không có đồng với tao mới thường nghĩ dạ cái đó thì cái đó ok đi đi lùm lái dạ ngoác à ngoác à đó à mình đang đây có mình à dọn đi mình con ở Đà Nẵng chạy về luôn đây cô ạ đang lên sớm à dạ con ở Đà Nẵng chạy về luôn đó để con đi ngon qua đây rồi cũng có cô bác anh chị gửi cho anh Hùng con gái con gửi cho ảnh luôn đó dạ chúc anh ăn thấy tội ăn khổ đúng ăn gà lắm giờ dạ. Cặp câu đang nắng vậy dạ. Đó anh hỏi miệng nè à. Hỏi đút vô cái nút không khỏe dạ. Câu nắng lát kinh lắm dạ để chăm sạc cái lần không ăn nữa dạ dễ sạc lắm nó vô tịnh nó ra à dạ ăn kia đó rồi không? Cơm chứ cơm, ăn mì rồi. Chắc khoai ăn mì. Chắc rồi. Chắc khoai ăn không? Không. Ta ăn ngàn cả. Hay. Vô. Cô. Hả? Sao mà trước anh biết con đi ngang qua đây anh nói mấy người kia thái lọ yeah. Vô nhầm tỉnh à, nó đúng là vô nhiều lắm mà con đây là ít chọn lắm không cho yeah. Đi luôn hết mà thằng công có tê, có tâm có duyên đó coi con dừng lại đó chứ dạ yeah. Người đi luôn hết yeah. Ít lát lâu lâu mới ra cho làm 50 ra mà có dạ qua cũng thật vậy đó kia cho đi xe câu thì bữa định ăn được hai lần hai cái đó không cô? Ăn được. Dạ. Yeah. Bữa thì ấy bữa muốn sạc cái lần nó mà sạc nó không biết nào. Dạ. Yeah. Ừ. Ăn đây chứ. Ăn nhà no chứ. Dạ. Yeah. Sao hả? No chưa? À, ít chưa hả? Hồi nãy giờ ăn được mấy tô rồi cô? Bộ ăn lại có miếng vậy đó hả? À. Tùy theo bữa mua kiểu như anh đói là anh ăn được nhiều, bữa mua anh không đói là anh ăn ít. Dạ. Yeah. Mà phải mơ cô đi nó có tươi gì là anh ăn được nhiều. Dạ. Dạ. Bao mươi mấy tuổi rồi mà. Bao 6 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Sữa rồi mua nước rồi cho anh uống. À. Nó chưa? Nó chưa anh Hùng? Thêm vô chứ bà ăn ít mà. No quá hả? Mừng quá no. Mừng quá no hả? Mừng quá no hả? Hả? Chú quá đi về chú tắm mừng thôi mừng hả bữa mà con đưa cái đợt hai có cô đó hả mà trước cũng chú về tới đáng à. nhanh quát quát lái rồi không được dạ anh thèm vô cô vô bố hả dạ mấy bà cô bà bố ở đây nói giùm à mấy bà cô nói giùm hả mấy bà cô ở đây nói giùm mấy bà mình nói hả dạ sắp phút chi rồi chưa chắc tí nữa về con rửa lại ờ được chưa để con gửi cái tiền luôn cho anh Hùng nghe rồi có gì con cũng đi về đó dạ. Từ đó cũng cá cũng đi đa từ cũng ngồi đây cũng ngồi muốn cũng muốn ri dạ.
thì cô cũng nhờ công rồi đó, cũng nhờ mấy cô mấy chú mấy bốt rồi cũng có làm từ bi thương cháu thì cô cũng ơn giúp đỡ cho cháu qua những ngày thốn gồng lại để đó cho em cô cũng chăm sóc mấy nó đúng rồi, trời lùm đông cũng khổ mà hơn nó trời cũng không có công an việc lùm với trời này đâu, cô mọi nhòm chăm sóc mấy cho cháu để đó cũng không lùm với trời thì cô cũng đại diện gia đình rất thì cũng ơn mấy cô mấy chú có lòng hữu tâm giúp đỡ cho cháu. Trắng đó là công cũng có làm nó không có sức đến đây thì cô cũng cảm ơn công, cảm ơn mấy cô mấy chú xoa, chúc mấy cô mấy chú ở xoa cũng làm ăn gặp nhiều may mắn để thương tình giúp đỡ cho những cái cháu toàn tật như công của cô. Đây cũng đang có danh sách mà cô chú mà giúp cho anh Hùng ha. Thì hôm trước là đầu tiên là con gửi cho anh Hùng 500.000 rồi này. Đây trời hơi chói nắng ha. Rồi thứ hai là cô Lê Thị Sáu ở Mỹ gửi 2.310.000 con gửi rồi. Cô Văn Trịnh, Văn Trịnh gửi 200 đô là 4.630.000. Này là con gửi cho cô là ngày hôm rồi là gửi 6.940.000 đó. Dạ thì hôm nay là thứ tư là có cô Rosa Hồng Nguyễn ở Canada gửi 500.000. Cô Dụ Như ở Thủ Đức là 500.000. Cô Mai cô hay là cô May Mắn ở Sài Gòn đây. Cô gửi là 1.000.000. Cô Sunny Bùi gửi 500.000 là 2.5 triệu đây. 5 là 2.5 triệu đó, con gửi cô 2.5 triệu ha. Rồi có gì cô mua rồi. 2.5 triệu. Dạ dạ. Gửi cho anh đưa cho anh cái mừng không hiền. Vâng không? Không mơ. Không có mấy cô. Người xem thì có em. Người có anh nói là cảm ơn mấy cô, mấy chú hả? Cảm ơn anh. Anh cô chú thương hắn. Cô thế cũng may lần cuối cùng cô cũng may đại diện gia đình hôm trước là cảm ơn mấy cô mấy chị ở Sài Gòn ở Mỹ có nên đôi cũng có lần thương tình cháu giúp đỡ cho cháu thì cũng gì hơn thì mình thật cũng ơn. Chúc mấy cô mấy cháu mạnh khỏe cùng nhiều may mắn là công nữa có cái lần từ bi cũng chiếu cố đến chỗ cháu thì ngô cũng ơn công. Con chắc cũng chia sẻ rồi con cũng đi về. Em về nghe anh Hùng. Ở nhà đi ở đường đi phải đi trong lề đường nghe có xe là nghe chưa? Ở đường đi để mà mày bữa đó anh mong đi xe anh đi kinh thì cái chứ. Xe thì chắc đi xe này thôi cô hiểu chứ còn xe kia chắc đi không được đâu. Thì đó là như hơi thì cũng xuống chỉ đang cái bọn mình tìm cái hổng này ra. Xe nó cũng gần hư rồi, nó kiểu lát rồi. Đánh xuống cũng sợ. Lao rồi, bo nam rồi. Bo nam rồi đó hả? Nhớ bo bo. Tội thì cái gì? Bo mươi mấy tuổi giờ không bị ra có vợ có con rồi. Mở anh về. Thôi em về nghe. Em về. Thưa cô, em về nghe cô. Dạ dạ, không đi. Hồi mô em lên lại. Hồi mô em lên lại à? Khi nào em lên lại à? Em không biết được ai mà giúp cho anh thêm thì em lên em gửi cho anh nha. Dạ. Anh hỏi là khi nào hãy lên lại trên này quý vị. Thì nói chung là có ai giúp đỡ cho anh thì hãy đem lên giúp cho anh thôi. Cũng không biết được nữa. Chắc anh mừng lắm đây. À, trước giờ có ai cho nhiều tiền cho anh chưa? Hả? Không. Không. Không à. Đứa bà. Bà ghê. Anh đi luôn chứ không cho. Dạ. Nên ra mình ý có mì. Mì. Tội ghê. Ở đây, đây nghe. Con gỗ anh. Cảm ơn anh nhiều.